Xin chào bác, xin chào bác. Đấy là con Lamy bọc vàng hấp xuất thập kỷ 1950, ốc sạc tinh tế nhé, rất là rất đẹp nhé, phiên bản limited đấy. Cầu giữa nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa này. Mọi thông tin chi tiết về kính thế em luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Càng phải lốc bồ Lamy này, bọc vàng sáng ánh gương này, bọc vàng sánh gương nhé. Đấy. Tiếp theo là càng trái nhé. Đấy, là size 50-22 này, tương đương size 140 nhé. Rất rõ ràng này. Có ý đến trước khi đến xem kính của đồ cổ xưa lên điện thoại giúp cho em tránh tình trạng lên suất quá thì em đi gửi hàng và ra đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Con này chui móc đô nhé, dòng khá hiếm đấy. Nhiều bác đến sản xuất đến 2 lần không gặp em, có bác đến chờ 1-2 tiếng thì thay vì điện thoại trước nhé. Cái này em phải nhấn mạnh nhấn lại nhiều lần bởi vì là rất nhiều bác hay đến sản xuất quá nên ra là em phải báo trước thế. Lamy bọc vàng pháp xưa, ốc sạc tinh tế nhé, phiên bản limited rất đẹp luôn. Vâng, rất cảm ơn bác xem video. Xin chào các bạn phía sau. Bây giờ em mà mắt nâu trà, bác nào cũng thích thì có thể mắt màu xanh, màu trắng, cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị, tùy thích sở thích ạ. Bọc vàng, chuỗi bọc đô. Rất cảm ơn bác xem video. Xin chào các bạn phía sau.